da của tôi vẫn rất nhạy cảm với môi trường và dễ bị nổi mụn. Gần đây, mình thấy da của mình xuống cấp trầm trọng, da trở nên rất là khô. Tôi rất muốn có thể tìm được một phương pháp chăm sóc da nào đó phù hợp với làn da nhạy cảm của mình. Sạch sâu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với da, ngay cả với da nhạy cảm như mình. Rửa mặt đều đặn hàng ngày bằng máy rửa mặt Brightel chỉ trong vòng một tuần đầu tiên, mình đã thấy da của mình đỡ mụn hơn hẳn và dần dần hết sạch. Thực sự là thần kỳ luôn ấy. Ngay từ lần đầu tiên sử dụng máy đẩy dưỡng chất Brightel, da của mình đã ẩm hơn, không còn hiện tượng bong chóc nữa. Cứ thế mình sử dụng đều đặn trọn bộ LG Brightel và da của mình đã trở nên mềm mượt hơn, các nếp nhăn cũng mờ dần đi. Da trắng sáng và bật đông hơn hẳn, mình cũng cảm thấy tự tin hơn với làn da của mình. Sau thời gian sử dụng, tôi thấy hai bên má của tôi và da má các cái đốm mờ nó mờ dần đi. Ban đầu thì mình cũng không có kỳ vọng nhiều cho lắm. Thế nhưng mà sau khi một tháng sử dụng LG và Brightel ấy thì là mình thấy kết quả thực sự là rất là bất ngờ. Nhờ là cái máy nâng cơ đấy thì là mình thấy là cái nọng cằm của mình tự nhiên nó giảm rõ rệt. Hình như là mình đánh mất đi 10 tuổi rồi ấy. Cảm ơn LG Brightel nhé. LG Brightel đã thay đổi làn da của nhiều phụ nữ Việt. Còn bạn đã sẵn sàng đẹp hơn cùng LG Brightel?